Vận mệnh của ba con giáp gặp tam tai năm 2024, thân gặp thời, tí đào hoa, thìn đầy biến động. Ba con giáp thân, tí, thìn sẽ có cuộc sống như thế nào trong năm 2024? 1. Tuổi thân. Năm 2024 hứa hẹn đem đến cho những người tuổi thân một hành trình ổn định và thăng hoa. Dưới sự bảo trợ của ngôi sao may mắn, người tuổi thân sẽ có những cơ hội bất ngờ. Trong công việc, họ sẽ bước những bước tiến lớn với sự giúp sức của quý nhân cùng với những ảnh hưởng tích cực từ ngôi sao may mắn. Mọi dự án kinh doanh và sự nỗ lực sẽ được đền đáp một cách mỹ mãn. Về phần tài lộc, người tuổi thân sẽ có nhiều dịp để thắp sáng vận may tài chính của mình. Với kết quả công việc xuất sắc, thu nhập sẽ tự khắc tăng lên, dẫn đến một sự giàu có nhất định, mỗi người đều sẽ có phần hưởng riêng. Tuy nhiên, họ cần phải tỉnh táo trong việc đầu tư và quản lý nguồn tài nguyên, tránh xa sự hoang phí và thể hiện hào phóng quá mức, để không trở thành đề tài ghen ghét và ảnh hưởng đến sự phát triển tài chính. Trong các mối quan hệ, một số thách thức khiến người tuổi thân có xu hướng ích kỷ và cứng rắn. Điều này đòi hỏi họ phải cố gắng hơn trong việc quan tâm và thấu hiểu người khác để duy trì hòa khí. Đối mặt với những va chạm trong quan hệ gia đình, tình bạn hay tình yêu, người tuổi thân sẽ cần phải học cách nhìn nhận và quan tâm đến người khác để giữ vững mối liên kết. Với những ai đang trong một mối quan hệ, có thể đây sẽ là năm của những quyết định quan trọng như kết hôn. Về sức khỏe, họ sẽ phải đối diện với những thách thức liên quan đến cơ, xương và eo, đặc biệt là những ai đã có vấn đề sức khỏe trước đây. Việc tích cực tham gia vào các hoạt động thể dục là chìa khóa để cơ thể được giữ gìn và cải thiện. Dù không có vấn đề sức khỏe lớn, nhưng chỉ bằng cách duy trì lối sống lành mạnh, tăng cường hoạt động thể chất và cải thiện sức mạnh thể chất, người tuổi thân sẽ đảm bảo một năm trôi qua một cách suôn sẻ và may mắn. 2. Tuổi Tý. Giữa những sóng gió của thời gian, người tuổi Tý đã bước qua năm 2023 với bao gian nan và giờ đây đứng trước ngưỡng cửa của năm 2024, mở ra như một khởi đầu mới với nhiều hứa hẹn. Người tuổi Tý sẽ được sự nâng đỡ của các tính chiếu rọi, dự báo một năm đầy triển vọng, mặc dù cũng phải đề phòng những rủi ro tiềm ẩn từ các thế lực sao xấu. Với bản lĩnh hùng biện, khả năng thích nghi linh hoạt và bộ nhớ phi thường, người tuổi Tý sẽ tỏa sáng. Tuy nhiên, hãy lưu ý không để mình mắc kẹt trong lưới chặt chẽ của chi tiết hay bỏ lỡ những khoảnh khắc quan trọng. Trong năm 2024, mặc dù ngập tràn cơ hội mới, người tuổi Tý cần tiếp tục giữ vững sự ổn định, tiếp bước thận trọng và không để đam mê lấn át lý trí. Trong công việc, các ngôi sao may mắn sẽ góp phần vào những bước tiến vững chắc, song cần hết sức cẩn trọng trước những thách thức từ sao xấu. Hãy giữ tâm thế khiêm nhường và tôn trọng người khác như ngày đầu, tránh sự kiêu ngạo có thể đến từ những thành tựu đạt được. Về mặt tài lộc, một số lợi ích bất ngờ có thể đến với người tuổi Tý, tuy nhiên cũng có thể mang theo một số tranh cãi không đáng có. Cần phải cân nhắc sự cân bằng tổng thể để không làm tăng chi phí bất ngờ. Trong đời sống tình cảm, những người tuổi Tý có gia đình cần phải đặc biệt chú ý đến những rắc rối mà sao đào hoa có thể mang lại. Hãy duy trì sự trung thủy và bám sát vào những giá trị cốt lõi của hôn nhân để mối quan hệ vợ chồng được bền chặt. Người tuổi Tý độc thân có cơ hội tìm thấy người đồng hành trong cuộc sống thông qua sự tương tác và hiểu biết lẫn nhau. Cơ hội cho tình yêu đích thực đang chờ đón, chỉ cần biết nắm bắt. Tuy nhiên, hãy cảnh giác với những mối quan hệ không lành mạnh có thể ảnh hưởng đến sức khỏe và thời gian của bạn. Hãy duy trì những thói quen sinh hoạt lành mạnh, chế độ ăn uống cân đối và vận động đều đặn để giữ gìn sự khỏe mạnh toàn diện. 3. Tuổi Thìn. Với sự chuyển mình của thời gian, người tuổi Thìn bước vào năm 2024, một năm đầy biến động và thách thức nhưng cũng là cơ hội để mỗi bước đi trở nên vững chắc hơn. Sức mạnh và sự quyết đoán là bản chất của tuổi Thìn, nhưng cùng với sự hậu thuẫn của Thái Tuế, họ cần phải tỉnh táo để không để những hành động bốc đồng làm mờ đi ánh sáng rực rỡ của mình. Trong công việc, ngôi sao Thái Tuế lẫn ảnh hưởng của năm cuối tam tai, dù mang đến những áp lực cũng là cơ hội để tuổi Thìn thể hiện bản lĩnh và sáng suốt trong mọi quyết định. Sự hiện diện của ngôi sao xấu có thể đẩy mạnh những mâu thuẫn, nhưng chỉ cần giữ cái đầu lạnh và trái tim nóng, tuổi Thìn sẽ vượt qua mọi bão táp. Chỉ cần can đảm bước đi và không ngừng học hỏi, mỗi bước tiến sẽ là một dấu ấn khắc sâu cho tương lai. Đường tài lộc đòi hỏi tuổi Thìn phải thật sự sáng suốt và kiên nhẫn. Những quyết định tài chính phải được cân nhắc kỹ lưỡng để không bị cuốn vào những cơn sóng ngầm của sự hao hụt. Trong mối quan hệ, vận khí không tốt có thể gieo rắc những hiểu lầm, nhưng chân thành và sự quan tâm sẽ là chìa khóa để mở cánh cửa của lòng tin và gắn kết. Hãy mở rộng vòng tay và mở lòng mình để không gian tình cảm trở nên ấm áp và bền vững hơn. Người tuổi Thìn có khả năng miễn dịch kém phải đặc biệt chú ý giữ gìn sức khỏe. Đừng đợi đến khi có vấn đề phát sinh mới chú ý đến, hãy thực hiện các biện pháp phòng ngừa trước để tránh những rắc rối do bệnh gây ra. Thông tin mang tính chiêm nghiệm. Người đưa tin.org